xả vô lượng tâm. Kinh điển Đại Thừa có nói, ý nghĩa xả thật sự là gì? Đối với bề mặt của từ bi hỷ mà không chấp tướng, đó gọi là thật sự xả. Cái cảnh giới này quá cao. Đây không phải là cảnh giới của chúng ta, mà là cảnh giới của Bồ Tát, đặc biệt là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta nên áp dụng cho hiện tại của chúng ta. Việc xả hiện tiền của chúng ta chính là buông xuống, chính là bố thí. Có thể xả. Ở trong lục đạo, đích thực là xả tài thì được tài. Cho nên nhân gian có một câu gọi là xả đắc. Xả đắc, cái câu nói này là từ trong Phật giáo mà ra. Bạn có xả thì bạn sẽ được, nếu bạn không xả thì bạn sẽ không được. Xả tài thì được tài, xả pháp thì được thông minh trí huệ, xả vô úy, vô úy thí, bố thí vô úy thì được sống lâu khỏe mạnh. Pháp Bồ Tát Đại Thừa nói đến chỗ cứu cánh chính là sự bố thí. Bồ Tát tu điều gì? Từ sơ phát tâm đến quả địa Như Lai chỉ là tu bố thí. Lục độ Ba La Mật, các vị hãy nghĩ xem, trì giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật là thuộc về bố thí vô úy. Thí dụ như người thông thường chúng ta thường hay nói của cải không nên khoe ra, sợ người khác khởi ác niệm. Của cải của bạn bị người khác nhìn thấy, cái người đó có trì giới thì bạn yên tâm. Họ trì giới thì họ sẽ không lấy trộm đồ của bạn, sẽ không cướp đồ của bạn. Họ là người trì giới, bạn xem cái tâm bố ý bạn đã buông xuống rồi, cho nên gọi là bố thí vô ý. Trì giới nhẫn nhục, bình thường lời nói việc làm của bạn xúc phạm người khác, e rằng kết quán với người khác. Nghe nói người này tu hành nhẫn nhục, vậy là không cần lo lắng, ta có xúc phạm họ thì cũng không sao. Trì giới nhẫn nhục là bố thí vô úy. Tinh tấn thiền định bát nhã là bố thí pháp. Cho nên bố thí một điều là bao gồm cả thảy sáu ba la mật. Như vậy chúng ta mới biết được hạnh của Bồ Tát là gì. Chẳng qua là hành việc thí xả mà thôi. Bạn không học thí xả, vậy thì bạn không phải là Bồ Tát. Thí xả gồm có ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là vật ngoài thân. Chúng ta có vật chất dư nhiều, người khác thì thiếu thốn, chúng ta vui vẻ giúp đỡ họ. Tuyệt đối không nên do dự. Ta bố thí cho họ, đó là xả. Vậy thì cuộc sống ngày mai của ta như thế nào? Đừng có nghĩ ngày mai, chỉ nghĩ hôm nay, chỉ nghĩ ngay trước mắt, thì bạn sẽ vui vẻ bố thí. Ngày mai sẽ tự nhiên đến, đừng có bận tâm. Quả báo sẽ là như vậy. Cái bạn nhận được sẽ nhiều hơn so với cái mà bạn cho đi. Hình như là lãi trả cho bạn được tăng lên thêm. Cái pháp môn này, ngày đầu tiên tôi gặp được một vị xuất gia, Chương gia đại sư dạy cho tôi. Tôi gặp mặt vị xuất gia lần đầu là Chương gia đại sư. Tôi thỉnh giáo với ngài, ngài liền đem việc này dạy cho tôi, bố thí. Chúng tôi mới biết được. Thế nhưng bạn có thể nhận được kết quả, bạn phải thật sự làm. Tôi học Phật đã 52 năm rồi. 52 năm này thật sự càng thí càng được nhiều. Trong vòng 30 năm trở lại đây, dần dần thì càng tương ưng với kinh giáo. Cũng không còn để ý đến, không còn tính toán. Cúng dường rất nhiều,
tôi không biết là bao nhiêu. Trước đến giờ không có nói đến số lượng, không có ý niệm về số lượng. Nhưng mà khi gặp phải bất cứ công việc gì cần tiền để chi dùng thì tiền sẽ có, đến rất là tự nhiên. Chân thật là Phật thị môn trung, có cầu thì có ứng, tâm tưởng sự thành. Cái quả báo này từ đâu mà có vậy? Quả báo là do nhiều năm bố thí như vậy. Trừ khi là không có cơ hội, có cơ hội thì nhất định cả thảy đều bố thí hết. Sau khi bố thí hết rồi thì không có việc gì nữa. Không bố thí thì tâm của bạn thấy vướng víu, bố thí hết rồi thì vô sự. Bố thí hết sạch sẽ, đến lúc cần thì tự nhiên nó lại có. Bạn xem điều này quá tốt. Cho nên cái đạo lý xả này rất là sâu, rất là rộng. Thật sự là chỉ có chư Phật Như Lai mới có phương năng cứu cánh. Cái sự xả này thực tại mà nói là điều quan trọng nhất. Phải xả oán thân thì tâm bình đẳng của bạn mới có thể hiện tiền. Bạn có thể xả tài, xả pháp, xả vô úy thì bạn được tâm thanh tịnh. Bạn có thể xả oán thân thì bạn mới được tâm bình đẳng. Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác là từ nơi này mà có được. Ở trên bộ kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, thanh tịnh bình đẳng giác là biệt hiệu của A Di Đà Phật. Nếu như chúng ta muốn học Phật, thành Phật cũng giống như A Di Đà Phật, vậy thì chẳng có gì khác, bạn phải biết xả, biết được thí xả thì bạn mới có thể làm đến được. Cái gì cũng có thể xả. Ở đây điều quan trọng nhất là bạn phải buông xả phiền não, bạn xả vọng tưởng, bạn phải xả phân biệt, phải xả chấp trước. Không có cái nào mà không xả. Thuần tịnh, thuần thiện sẽ hiện tiền. Vào lúc này, đừng nói Di Đà tịnh độ, tịnh độ của mười phương chư Phật, bạn muốn đi đến nơi nào thì có thể đi đến nơi đó. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Thuần tịnh, thuần thiện là từ việc làm thí xả mà có được. Tôi thường xuyên khuyên nhủ đồng tu, tuyệt đối đừng để những việc bất thiện của người khác ở trong tâm của mình. Vậy là bạn quá sai lầm rồi. Bạn không những không thể xả mà chuyên đi thu tập. Bạn thu tập những gì? Tập hợp rác rưởi. Hết thảy những điều bất thiện của chúng sanh, cả thảy đều thu vào trong tâm của mình. Bạn nói bạn quá khổ rồi, thật tội nghiệp. Quả báo của bạn không tốt, đọa trong tam đồ. Cho nên bạn phải biết xả tất cả chúng sanh, người sự vật bất thiện, cả thảy đều phải xả. Phải bảo tồn cái thiện thì bạn mới thật sự tu thành thiện tâm, thiện hạnh. Quả báo của bạn ở trong ba đường thiện. Đây vẫn chưa phải là pháp cứu cánh. Pháp cứu cánh thật sự xả ác mà không chấp tướng xả ác, tu thiện mà không chấp tướng tu thiện, thì bạn mới thật sự được tâm thanh tịnh. Đây mới gọi là thuần tịnh, thuần thiện. Quả báo không ở trong lục đạo mà thoát ra ngoài. Không những phải vượt khỏi lục đạo mà phải vượt qua mười pháp giới. Cho nên người học Phật phải học theo Phật Bồ Tát.
đã phát.